bán mát không? Trúc vợ nè. Đừng dằn. Tôi con chim đe đe gán bà đè đi đe biết rồi không? Ăn liền bán mát. Uống liền luôn mà má. Dùng ngay không chứ? Uống con ly mà. Một ly là tôi muốn một ly là tôi muốn. Chú gái mà hồi nào bạn gọi tôi uống đeo nhiều quen. Tôi qua gì đấy. Đeo đường uống mà thấy bạn xuống tôi đeo đường gán uống mà. Chú. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Lô Viên Vlog nha. Thì hiện tại tụi mình đang có một cái chuối. Đây cái chuối nha mọi người. Đó, đây cái chuối. Đỡ mình quay cho mọi người xem chuối nó làm cái gì. Đấy, cái lớp chuối. Đủ mà có con cá nên mèo đi chuối đen mèo trắng nè mày chị em. Có con cá mèo trắng nè, để đôi. Đâu, con cá bạch tạng đúng không? Nè. Giấy nha các bạn chứ. Mình xin ra giấy nha các bạn. Đây. Mình có cái cái không? Cái cái gì? Múc nhiều à? Máy cửa, máy kỳ đó. Gì vậy? Rồi, những con cá mình làm xong rồi nha mấy bạn. Đây, cái đất mình làm xong rồi. Đó, chú mình đã xách và ngâm với muối nha. Cái là quả đen. Chung. Nhiều đây là xúc bình trắng nhức nách. Rồi, hôm nay là giá hành ớt nha mọi người. Mình bỏ vô mình ướp cá. Đó. Như vậy mình ướp sang sẵn rồi nha. Mình sẽ động lên. Như vậy như mình nấu ăn bình thường thôi chứ cũng có gì hết. Thêm xíu ngò nữa. Ướp sôi chút nữa mình sẽ chiên lên nha mọi người. Chiên sơ qua trước. Mình ôm treo. Rồi mình sẽ vô quay hai thằng làm biến nhất tem. Thấy. Thằng người đó nó nằm bấm thổi, thằng nằm giống. Má làm biến ác bạn nè mọi người. Má nó làm biến lắm. Mà nó ăn nhiều bà cụ luôn. Mẹ, hàng chó ăn nhiều. Điền dữ cái đồ trai vô. Rồi bây giờ mình sẽ đun nóng giò này dầu lên cho mọi người. Bỏ cái vô giờ chiên. Coi nó còn thấm nhà vậy á. Coi. Chua nó làm ta tật thâu á. Mình lấy xe ra nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ đổ chuối nha mọi người. Chuối vô xào, xào qua. Mình bỏ cái xào cá này lại. Mình đã chiên xào qua nó chín cũng xào rồi. Hello mọi người. Chưa? Xin chắc đẹp không? Ừ. Quá là ngon, sức ngốt, sức hấp dẫn nha. Rồi mà sẽ trộn lên. Trộn đều. Go for me. Giờ mà mình bỏ cái vô đi. Rất là đơn giản. A few moments later. Vô kiên. Đúng rồi, anh mơ. Đi vô nghề cậu mày. Chú, bây giờ tao điên, tao chào đi. Luôn nghĩ về cha mày Viễn. Luôn nghĩ về cha anh ơi. Nè. Nó ra chọc quá. Chẳng gì. Đang ngồi bán này anh. Ngồi luôn tùy. Đứng ngồi gần đấy. Ai tính ngồi gần á. Được. Bạn uống bạn thứ chứ bạn. Thôi vui thầu cho xuống làm miếng cho. Bởi vì đi không phải đó chăng. Còi nó nấp đầu mùi nhào đây nè. Đồ mẹ. Anh kia mà ông có suy nghĩ gì đâu không. Nó tội với. Ông mừng nó chọc đó. Ai.
Ai chồng nó giận. Nó mừng ai chồng nó mừng giận đâu dính đấy không? Tôi dính tinh cái cái gì vậy? Cái này có cái thiếu gì đâu chị? Được phòng không? Ừ. Ông cái ngon càng nôn mùi luôn. Rồi lại miếng cái. Rồi lộn lộn lại miếng chuối. Nở nở luôn. Qua rồi bạn. Lại qua tôi đốt rồi bạn. Ô, mà tí con trộn không? Thở vô. Vô. Đúng. Thôi em có uống nha. Uống chai. Mày mà uống chai hoài. Rót mà. Trắng chai mà chị ngơi vậy. Trắng chai chị ngơi vậy. Đã đêm rồi mày, áo đêm rồi. Còn tôi. Ngầu tao cũng nói xuống rồi nhào. Dư vậy này. Hôm nay đó. Thôi mày uống đi không? Uống ly mát mát không? Trúc vợ nè. Đừng giận. Tôi con chim đe đe gác bà đè đi đe biết là không? Em liền nhắc mát không? Uống lần mà má. Dường ơi ông chứ. Uống con ly mà. Một ly là tôi muốn một ly là tôi muốn uống. Chú mà hồi nào bạn gọi tôi uống đeo. Nhiều quen. Chú qua gì đeo đường uống mà thái bạn xuống tôi đeo đường ráng uống mà. Chú. Bây giờ đưa vô thớ nữa không? Cái tôi điện về chương trình này con ý hả ba? Làm gì vậy? Ừ. Vì đứng cầu rồi, bà Duy nè. Chị thớ luôn, bạn tư tôi vừa đó. À, ừ, chí mẹ cái ruột quay. Đi về làm người. Điên tôi kìa. Bạn gọi mình lúc nào mình cũng đi. Ruột ké. Bây giờ mình gọi bạn, bạn cũng đi. Thằng điên, thằng điên luôn á. Nhưng mà muốn mình nghe mày điên nữa rồi em. Ừ. Bán ngon. Chữ ào đi học của ta mà đâu có điên gì vậy đâu. Bây giờ điên dữ quá. Mày đầu tư tiền mua máy quay gì rồi quay hả? Mày ném cả tiền tới vậy? Ờ. Một chút mày ra tiết bò lên. Nó ra. Đi tiết bò thì mình cởi vô bà đe nó. Đủ má mày điên điên chữ không? Chữ nghi. Chữ nghi. Vô đang ở trong nhà. Cởi ui vô trẻ nó không. Đang ăn cùm á. Mà mớ bình nhớt là bà đá cho chồng kè nó. Chán này đi. Chúc mừng người không? Đủ má ăn với người con. Ăn con chẳng ăn được ăn đâu. Đứa này nãy giờ mà chạy. Tôi làm cái ruột rồi. Chứ sao con chị vậy? Dạ. Mày muốn tán người ta mà kêu người ta ăn chị thì sao mà người ta ăn được nó rồi nha. Ruột đâu? Ngay. Mình biết sự. Tại vì lúc nãy giờ đâu có hỏi tôi ở đâu đúng không? Ủa ai đứa đây ăn mẹ đâu? Nên mình mới lịch sự. Chứ anh mơ tôi anh bỡ luôn. Vậy? Anh này rất là tao có ăn á, tao ăn miếng thịt không mẹ. Cái dán mắm anh. Mẹ ăn gì? Ê. Ăn nó đổ đổ chén mắm à. Ăn nó là không có được gương tàu à. Ngon. Ngon không? Ngon. Gì vậy? Ngon không? Ngon sao? Ngon ngon. Nãy bồn biển kêu ăn ruột cá rồi nhiều ăn tức cá mà. Cá rồi nhiều ăn tức cá mà. Ai muốn nói gì nói. Ruột nói vậy mày. Thôi, đục cá trèo mày ngồi. Tao uống cho chúng tôi chơi với thằng ốc cạo.